rồi mình lấy Đức Phật lấy nước ở dưới uống, uống xong rồi đổ những con lăn quăng xuống dưới vô cái nước cho nó sống, không thôi nó chết. Vậy đó, uống nước ruộng đồng, tối ngủ dưới gốc cây, bưng bình bát vào trong làng để khất thực, nghĩa là để xin ăn. Cho cái gì ăn cái này, cho khoai lang thì ăn khoai lang, cho xôi nếp quả thì ăn xôi nếp quả, cho bánh tráng thì ăn bánh tráng, không có lựa chọn cái gì hết, có đâu để mà lựa chọn, phải không? Cho đầy bình bát xong bưng về, có gì ăn đấy, qua ngày hôm sau đi khất thực tiếp. Quý Phật tử thấy đời sống của một đấng Thế Tôn chưa? Không có tài sản, không có gì hết trơn. Vậy mà thiên nhân chi đạo sư, tướng sanh chi từ phụ, là bậc thầy của loài trời, loài người, là cha của bốn loài: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Một bậc trí tuệ tuyệt vời, thế gian này không có ai sánh bằng với Đức Thế Tôn hết. Một đời sống rất là đơn giản, một đời sống rất là dung dị, đó là đời sống vật chất. Còn đời sống mà tinh thần, đời sống mà tu chứng tuyệt vời. Cho nên những ngày gần đây, thầy nói những ngày trước mà những ngày gần đây, đọc những cái bản kinh để thầy viết quyển sách và sắp sửa ra mắt, đọc vào trong những lời của Đấng Thế Tôn ở trong kinh, trời, nó hay lắm quý Phật tử ơi. Mà khi mình đọc vô trong đó rồi, mình thấy đi đâu cũng thấy Phật ở trên hết rồi. Tại vì những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn nó rất là thiết thực với con người, và xây dựng con người đứng trên cái tiến trình tu chứng hoàn thiện, mà hoàn toàn không có một lời lẽ nào mà nó đi ngược lại với cái thiện hết. Tất cả đều thiện, đầu thiện, giữa thiện và cuối thiện, có nghĩa là đoạn đầu thiện, đoạn chính giữa thiện và đoạn sau cùng thiện, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Và càng đọc vào trong những lời kinh của Đức Phật, mình thấy được rằng đúng là một bậc đạo sư, cả trời và loài người. Đức Thế Tôn luôn luôn đem cái tinh thần thiện để mà giáo hóa, để mà sắp tấn, để mà chỉ bày và cầu mong chúng sinh, con người nghe theo những lời thiện đó mà tu tập để trở thành một Đức Phật như thức như 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 Thế Tôn. Chứ đâu có phải là trên con đường tu tập Đức Phật thành Phật rồi, và Đức Phật không có muốn ai thành Phật như như Phật, mà Đức Phật thành Phật rồi, bây giờ thuyết giảng ra những cái tinh thần giáo pháp, cái con đường giác ngộ, để con người đi trên cái con đường giác ngộ đó, học cái tinh thần giáo pháp giác ngộ đó để được giác ngộ như Đức Phật. Quý Phật tử thấy Đức Thế Tôn chưa? Cho nên chúng ta đi vào trong kinh để chúng ta thấy được rằng cái sự sinh hoạt của Đấng Thế Tôn 24 tiếng đồng hồ, rày đây mai đó, trên các cái phố thị, trên các con đường làng đều có hình ảnh của Đấng Thế Tôn. Mà khi đi đến đâu, gặp một cái nhân duyên nào, Đức Thế Tôn đều thuyết pháp để hóa độ ngay nơi cái hoàn cảnh đó, ngay nơi cái môi trường đó, ngay nơi cái đương nhân đó, cái đối tượng đó. Thì ở nơi đây hôm nay trình bày với quý Phật tử đề tài là Kinh Các Vị Kê Sa Bút Ta. Kinh Các Vị Kê Sa Bút Ta. Như vậy tôi nghe tức là lời nói của Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là người kiết tập kinh điển.
Cho nên đi vào một cái bộ kinh, luôn luôn Ngài nói rằng như vậy tôi nghe, như vậy tôi nghe, có nghĩa là tôi là A Nan, tôi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng bản kinh đó như vậy, cho nên bây giờ tôi kể lại. Cho nên như thị ngã văn là dịch ra là như vậy tôi nghe. Đó là lời nói của tôn giả A Nan, là vị thị giả, vị thị giả suốt cả một cái quãng đời của Đức Thế Tôn. Và điều này là một cái điều vô cùng đặc biệt của tôn giả A Nan. Quý Phật tử biết được rằng khi mà Đức Thế Tôn nói tôn giả A Nan là thị giả cho Đức Phật, tôn giả A Nan được yêu cầu 5 điều khi mà làm thị giả. 5 điều đó có một điều là nếu mà trong thời thuyết pháp nào của Đức Thế Tôn mà cái thời thuyết pháp đó còn vắng mặt, tức là Ngài A Nan không tham dự trong cái thời thuyết pháp đó, chẳng hạn như 12 năm đầu tôn giả A Nan chưa là thị giả của Đức Phật, thì con làm thị giả cho Đức Phật, con xin phép được yêu cầu một trong 5 điều là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con trùng tuyên lại, kiết tập kinh điển lại, thì những cái thời thuyết pháp nào, những cái hội thuyết pháp nào mà con không được tham dự, để con không nghe được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn trong đạo tràng đó, thì bạch Đức Thế Tôn, các hàng chư thiên, các vị trưởng lão đại trí tuệ trùng tuyên lại cái thời thuyết pháp đó để cho con nghe, để sau này mà tôn giả A Nan kiết tập kinh điển, chứ nếu không có chư thiên thuyết lại, nói lại, hoặc là không có các bậc tôn túc trưởng thượng nói lại, thì làm sao Ngài A Nan thuyết giảng được. Cho nên Đức Thế Tôn bằng lòng. Đó là một trong 5 điều mà Ngài A Nan yêu cầu, xin Đức Thế Tôn cho được một trong 5 điều đó. Cho nên khi mà Ngài A Nan, cái trí tuệ của Ngài A Nan nghe một lần là nhớ hết. Không biết là Ngài tu cái pháp môn gì mà cái trí tuệ siêu việt đến như vậy. Chỉ cần nghe một lần là nhớ từ đầu đến đuôi. Cho nên lần đầu tiên kiết tập kinh điển, tôn giả Đại Ca Diếp giống quyền trì triệu tập 500 vị A La Hán, trong đó Ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tôn giả A Nan chưa đắc quả A La Hán, mới có quả thứ ba thôi, tức là A Na Hàm, tức là còn một đời sinh lại ở nơi thế gian này nữa. Nhưng mà 500 vị A La Hán mà trong cái đó Ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán, tôn giả Đại Ca Diếp đâu có cho vô để mà trùng tuyên giới pháp. Điều đó quý Phật tử biết rồi. Cho nên Ngài A Nan trong đêm đó về phòng ngồi nhập định để mà tu tập phá đổ hết tất cả các lậu hoặc phiền não để đắc quả A La Hán. Và cái quả vị của Ngài A Nan mà chứng đắc quả vị A La Hán được gọi là phi tứ oai nghi. Phi tứ oai nghi có nghĩa là Ngài ngồi thiền như thế này từ canh đầu cho đến canh thứ hai, canh thứ ba, canh thứ tư, canh thứ năm. Mỏi quá, Ngài mới vừa nghiêng xuống cái đầu chưa chấm gối, nhà cái đầu chưa chấm gối, bừng ngộ, tỉnh giác, chứng đắc quả vị A La Hán là vô sinh đó. Cho nên cái quả vị A La Hán của Ngài A Nan được gọi là phi tứ oai nghi, không phải là ngồi, cũng phải là nằm, cũng phải là đi, cũng phải là đứng. Mới vừa nghe như thế này, đầu chưa chấm gối thì đâu gọi là nằm. Đắc quả A La Hán. Sau khi đắc quả A La Hán rồi, Ngài A Nan đi đến gõ cửa tôn giả Đại Ca Diếp. Dạ thưa tôn giả, con đắc quả A La Hán rồi, mở cửa cho con vô. Ngài Đại Ca Diếp nói, đắc quả A La Hán rồi thì chung ổ khó mà vô, chứ cần gì phải mở cửa. Ngài A Nan vẫn thầm thông chung ổ khó vô, đảnh lễ tôn giả Đại Ca Diếp.
Quý Phật tử thấy ngon chưa? Nhiều quý Phật tử có muốn đắc quả ở lớn không? Để mà chung ổ khóa vô chứ. Dạ. Đắc quả ở lớn rồi đâu còn mở cửa nữa, có thần thông mà. Cho nên ngài A Nan đã vận thần thông chung ổ khóa vô đảnh lễ tôn giả Đại Ca Diếp. Và sáng hôm sau, giữa đạo tràng pháp hội 500 vị A Lớn, ngài A Nan đi vô như con sư tử chúa vậy đó, đường đường đi vào giữa một đại chúng A Lớn, bước lên trên pháp tòa, bước lên trên pháp tòa ngồi và bắt đầu trùng tuyên lời giảng dạy của Đức Thế Tôn suốt 49 năm, 45 năm thuyết giáo của Đấng Thế Tôn. Ngài A Nan tuần trôi chảy hết, không sót một chữ nữa. Cho nên Đức Thế Tôn khen ngài A Nan khi mà còn sinh tiền đó. Đức Thế Tôn khen cái tâm của ngài A Nan, nó thông minh, trí tuệ, nó đa văn, nó cường ký. Mà ngài khen một câu là Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp giống như là nước bốn biển vậy đó, đổ vào trong cái tâm của ngài A Nan mà không rơi rớt một giọt nào hết trơn. Quý Phật tử thấy cái tâm thông minh chưa? Thật sự rằng đó phải nói rằng hiếm mà người có lắm, có người có lắm. Hàng tỷ người trên thế giới, bao nhiêu tỷ người trên thế giới mà có một hai người, mà một hai người đó phải là đứng trên cái tinh thần tu chứng, trí tuệ của tu chứng chứ không phải là trí tuệ của học đường. Trí tuệ của học đường không có đa văn cường ký như vậy được, mà trí tuệ tu chứng, cái trí tuệ của một bậc tu đắc đạo thì mới có phát sinh ra trí tuệ vô lậu đó. Cho nên Đức Thế Tôn khen ngài A Nan là Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Còn mình thì sao? Kinh các vị Kesavutta. Tôi nghe như thế này, một thời Đấng Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến một thị trấn của các người Kalama. Tên của người dân đó, ở nơi cái làng đó, tên gọi là Kalama, dân làng Kalama, tên là Kesavutta. Các người Kalama ở Kesavutta được nghe Sa môn Gotama là Thích Tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Điều này quý Phật tử biết hết rồi không? Đức Thế Tôn thuộc về dòng họ Sakya và dòng họ Thích Ca, cho nên gọi là Sa môn Gotama. Gọi bà Kiềm Nhi gọi là Gotami, và tức là dì của Đức Thế Tôn. Dạ, Gotami. Dòng họ Thích Ca đã đến Kesavutta, tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là Thế Tôn, là bậc A La Hán, là chánh đẳng giác. Thế Tôn là Phật, A La Hán là Phật, chánh đẳng giác là Phật. Đó là một trong những cái tên mà trong thập hiệu của Đấng Thế Tôn, hay là những lời được khen tặng Đức Thế Tôn là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, vân vân, là một trong thập hiệu của Đức Thế Tôn. Quý Phật tử còn nhớ thập hiệu của Đức Thế Tôn là gì không? Không nhớ ghi nha. Như Lai là một, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện, thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái tên, 10 cái danh hiệu của Đức Phật. Mỗi danh hiệu nó có một ý nghĩa siêu việt tuyệt vời. Thì ở nơi đây là ngài là Thế Tôn, là chỉ cho Phật, bậc A La Hán, là người mà có đủ phước đức để thọ nhận của cúng dường.
A la hán là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là phù hợp, thích đáng, đủ phương, đủ điều kiện, đủ phước đức để thọ nhận phẩm vật cúng dường của trời và người, gọi là ứng cúng, gọi là A la hán. Chánh đẳng giác, chánh đẳng giác có nghĩa là một bậc giác ngộ hoàn toàn đầy đủ một cách bình đẳng, không có thiếu sức, không có khuyết, không có đầy đủ cái tinh thần giác ngộ về giải thoát, không có thiếu sót bất cứ một cái lĩnh vực nào hết. Lành thay, nếu chúng tôi được yết kiến một vị A La Hán như vậy, đó tức là dân làng Kalama họ nói như vậy đó. Họ nghe tiếng đồn Đức Thế Tôn đi về cái ngôi làng Kesavutta của người dân Kalama, thì người dân Kalama đó họ rất là vui mừng. Họ nói rằng một đấng Thế Tôn, một Đức Phật, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, một bậc A La Hán hôm nay đi đến ngôi làng của mình và ước rằng mình sẽ gặp, mình đảnh lễ một đấng Thế Tôn đó và một bậc A La Hán đó. Đó là cái tấm lòng của người dân Kalama kính trọng đến với đấng Thế Tôn khi mà nghe Đức Thế Tôn về thăm cái ngôi làng đó, về giáo hóa cái ngôi làng đó. Cho nên nói đến cái hình ảnh đó, chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn rất gần gũi với con người. Đời sống của Đức Thế Tôn và hàng thánh chúng rất gần gũi với con người. Đức Thế Tôn đi đến đâu, đến làng nào, đến thôn nào, đến cái trú xứ nào đều dừng chân lại nơi cái trú xứ đó, nơi cái làng mạc đó để thuyết pháp, để độ sinh. Và nếu gặp con người hay là gặp một sự kiện nào, tất cả đều thuyết pháp để hóa độ con người đó, dân làng đó, thành thị đó. Và cái đối cơ của cái cuộc thuyết pháp đó. Cho nên khi chúng ta đọc vào trong kinh Năm Bộ Nikaya Tứ A Hàm, chúng ta thấy được rằng đời sống của Đức Thế Tôn thật gần gũi với con người. Từ chỗ đó mà chúng ta biết được rằng tại sao Đức Thế Tôn thị hiện vào giai cấp của con người mà không thị hiện ở nơi thế giới của chư thiên, không thị hiện thế giới nơi Atula, Càn Thác Bà, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không, thị hiện nơi thế giới con người, thể hiện nơi loài người, giai cấp của con người, và từ giai cấp của con người đi tu và thành Phật. Cho nên chúng ta thấy được rằng đời sống của Đức Thế Tôn gần gũi với con người lắm. Mà cái lòng từ bi của Đức Phật luôn luôn được trang trải đến với cái thế giới của loài người, gần gũi với con người, không có xa cách con người. Lòng từ bi của Đức Phật thương người, thương loài vật, thương cỏ cây, thương. Cho nên đi vào trong các giới kinh, hoặc là đi vào trong những bản kinh, chúng ta thấy được rằng cái lòng từ bi đó không có cái sự phân biệt, không có giai cấp. Và quý Phật tử đã nghe được rằng tinh thần của Đạo Phật là tinh thần sang bằng giai cấp và xóa bỏ nô lệ. Đối với dân tộc Ấn Độ là một cái giai tộc nặng về giai cấp, nặng về tinh thần nô lệ. Nhưng mà đến khi Đức Thế Tôn ra đời, thì hiện vào trong cái quê hương đó, trong cái dân tộc đó, thì Đức Thế Tôn sang bằng giai cấp, xóa bỏ nô lệ. Và đem cái thế giới của phái nữ, của phái yếu ra ánh sáng. Ra ánh sáng có nghĩa là cho phái nữ được đi tu. Cho phái nữ đi tu, và phái nữ đã được đi tu, mà không những đã được đi tu rồi mà trên tiến trình tu chứng, phái nữ cũng chứng đắc A La Hán ngang bằng như phái nam, như bà Gotami, như nàng Yajudala đắc quả A La Hán hết. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tinh thần của Đạo Phật là bình quyền, không có phân biệt đây là nam, đây là nữ.
Vua biết rằng người nữ đi tu giới luật nhiều hơn bên nam, nhưng mà giới luật nhiều hơn bên nam không có nghĩa là không có bình đẳng, không có công bình, mà giới luật của người nữ đi tu nhiều hơn bên nam là để bảo vệ người nữ, bảo vệ người nữ để cho họ vững tâm, họ yên ổn trên cái con đường tu tập để họ chứng đắc. Cho nên bà Mahavasa Ba Đề đắc quả A Lớn, Yajudala đắc quả A Lớn, cũng như là 500 thể nữ mà thời bây giờ đến đảnh lễ Đấng Thế Tôn xin đi tu đó, người đắc quả thứ nhất, đắc quả thứ hai, đắc quả thứ tư, đắc quả thứ tư. Mà quý Phật tử đang nghe cái câu chuyện của nàng Liêu Hoa Sắc. Nàng Liêu Hoa Sắc là người đẹp tuyệt vời, cái sắc đẹp, và chính vì cái sắc đẹp đó làm cho bà ta rất là khổ cực, một đời sống đầy sự thương đau. Nhưng mà đồng thời đầy sự thương đau đó cũng là cái chất liệu để nuôi lớn cái tinh thần tu tập của bà Liêu Hoa Sắc, và để sau này cuối cuộc đời bà ta đắc quả A Lớn. Chứ không phải là nói ở tu gì đó, tu là phải đừng có đẹp, đẹp quá khó tu. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng tu là phải có tướng hảo. Và bao nhiêu lần đã thưa quý Phật tử đó, Đức Phật trên cái con đường tu tập đắc quả, đắc chứng đắc quả vị Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Mà 3 A Tăng kỳ kiếp tức là 3 vô lượng kiếp. Mà 3 vô lượng kiếp đó, Đức Phật đã bỏ ra 2 vô lượng kiếp để tu tướng hảo. Thấy chưa? Tu tướng hảo là nó chiếm 2/3 trong cái thời gian tu tập. Thời gian tu tập là 3 A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, A Tăng kỳ kiếp thứ hai, A Tăng kỳ kiếp thứ ba, mà phải bỏ ra 2 A Tăng kỳ kiếp để tu tướng hảo. Cho nên Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn bình thường của mình thì có được bao nhiêu tướng tốt, có được bao nhiêu vẻ đẹp? Khó lắm đó. Đừng nói bình thường con người của chúng ta ngày hôm nay, mà sinh ra một con người có đầy đủ lục căn. Lục căn là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là 6 căn đó. Mà sinh ra một con người mà có đầy đủ 6 căn là điều phước đức rồi đó. Tức là được 6 tướng đẹp rồi đó thầy. Dạ. Được 6 tướng đẹp rồi đó thầy. Hả? Được 6 tướng đẹp rồi đó thầy. Đúng rồi. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Có đầy đủ 6 căn đó là phước đức rồi đó. Có những người sinh ra họ đâu có đầy đủ 6 căn đâu. Cho nên ngày hôm nay mình có đầy đủ 6 căn, mà 6 căn đó khỏe mạnh, tốt đẹp, không có đau yếu, không có bệnh hoạn, lại phước đức hơn nữa. Vậy thì dân làng Kalama biết Đức Thế Tôn về trong cái dân làng, về nơi cái làng đó, cho nên những người dân Kalama họ rất là vui mừng và lành thay nếu chúng tôi được yết kiến một vị A Lớn như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn đi từ cái trú xứ này thì dân làng nó vui ở trú xứ này, Đức Thế Tôn đi đến trú xứ khác thì dân làng ở trú xứ đó nó vui mừng hớn hở chào đón Đấng Thế Tôn. Rồi các người Kalama đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến có người thì đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ha. Đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, có người đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Đức Thế Tôn những lời chào hỏi tốt đẹp. Sau khi nói lên những lời chào hỏi tốt đẹp như thế đó, rồi thân bên hữu lạy xuống một lạy rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng ngồi xuống một bên. Và sau khi ngồi xuống một bên, các người Kalama ở Kesavutta bạch với Đức Thế Tôn. Vậy thì đây là cái thói quen
Mà đối với những người dân làng hay là những du sĩ hay là những ngoại đạo hay là các bậc đạo sĩ đến gặp Đấng Thế Tôn là phải đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít não, chúng sinh có dễ độ không? Thì Đức Thế Tôn thường nói rằng Như Lai ít bệnh, ít não nhưng mà chúng sinh khó độ. Tức là chúng sinh can cường đó. Mà quý Phật tử có thấy chúng sinh can cường không? Con người can cường không? Can cường lắm lắm. Nói một, nó nói hai. Dạy làm thiện, nó đi làm ác. Đó rõ ràng đó, bây giờ quý Phật tử thấy trên thế giới đó. Thế giới ngày hôm nay là 7 tỷ mấy, 8 tỷ người rồi đó. Nhưng mà rồi đâu có ai chịu thua ai đâu. Ai cũng vinh danh mình là hơn hết, mình là nhất. Mà nói đến chuyện tu, nó đâu có tu đâu. Biểu làm thiện, nó không làm thiện. Nó làm toàn là chuyện ác không à. Mà nó không thấy được cái hậu quả đang diễn tiến ra trước mặt của họ. Nếu mình ăn hiền ha, mình ở lành ha, thì mình sẽ có hạnh phúc với gia đình, hạnh phúc với tự thân. Mình sống bên vợ, mình sống bên chồng, mình sống bên con, mình có một gia đình an lạc, yên vui. Không. Không muốn như vậy. Mà nó phải tạo nên chiến tranh, nó phải tạo nên chết chóc, nó phải chế bom đạn cho nhiều. Mà chế bom đạn cho nhiều, chiến tranh thì tự thân của họ phải gồng gánh ha. Bom đạn, họ sẽ chịu lấy cái kết quả đó. Nhưng mà họ chịu cái kết quả đó thì họ chịu. Chứ còn chịu một đời sống bình yên, an lành, hạnh phúc với vợ, với con, không chịu. Quý Phật tử thấy chưa? Rõ ràng ngày hôm nay nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy được nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn nói rằng mình sinh cái tâm tham lam thù hận, mình đánh người ta một cái. Và thưa quý Phật tử, mình đánh chưa? Mình đánh người ta một cái rồi có yên không? Thì thế nào người ta cũng tìm cách, người ta cũng đánh lại mình một cái. Nếu không đánh một cái thì cũng phải đánh hai cái. Và cứ người đánh một cái, người kia đánh hai cái, người này đánh hai cái, người kia đánh ba cái. Thế là gây hấn với nhau. Chứ đâu phải là khi mà bị đánh như thế đó, người bị đánh im lặng, vui, cười, hoan hỷ đâu. Vậy đó mà họ chuốc, họ chịu sự khổ đau, họ chịu sự sầu muộn mà họ không chịu sự bình an và hạnh phúc. Cái tâm của con người như vậy đó. Nhưng mà cái tâm của con người như vậy đó từ đâu sinh ra? Và đây là lý do. Đó là lời chào hỏi của người dân Kalama. Và quý Phật tử biết rằng sau khi chào hỏi đảnh lễ Đấng Thế Tôn như thế đó rồi, thì Đức Thế Tôn mới thuyết pháp cho họ nghe rằng: này các người dân Kalama, các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh đau khổ thời này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Có nghĩa là: này dân làng Kalama, cái tham, cái sân, cái si là thiện hay bất thiện? Cái tham, cái sân, cái si là thiện hay bất thiện? Bất thiện. Mà nếu nó là bất thiện thì này dân làng Kalama, hãy từ bỏ nó. Còn nếu mà cái vô tham, cái vô sân, cái vô si là thiện hay bất thiện? Cái vô tham, vô sân, vô si là thiện hay bất thiện? Mà nếu nó là thiện thì dân làng Kalama hãy chấp nhận nó, hãy phụng trì nó, phải gìn giữ nó, hãy bảo hộ nó. Mà cái tham, cái sân, cái si là cái cội nguồn, cái nguồn gốc căn bản để tạo ra cái con đường sinh tử luân hồi. Có sinh tử luân hồi ngày hôm nay là do tham mà ra, do sân mà ra, do si mà ra. Nếu không có tham, nếu không có sân, nếu không có si
Tham tức là tham lam. Tham lam về cái đời sống vật chất, về cái danh vọng, về cái địa vị, cái đố kỵ, cái tị hiềm, cái tranh chấp, tham lam những cái đó. Người ta có danh vọng, mình cũng muốn có danh vọng. Người ta có quyền tước, mình cũng muốn có quyền tước. Và cứ như thế, nó chồng chất cái tham này, nó lên cái tham kia, nó lên cái tham nọ, nó lên cái tham nọ, và nó lên tới đỉnh trời luôn á. Mình có cái nhà rồi, thấy bên cạnh hàng xóm của mình có bà này hai cái nhà, mình muốn phải có ba cái nhà. Và mình thấy nhà bên kia có ba cái nhà rồi, mình muốn có bốn cái nhà. Và thưa quý Phật tử, nó cứ như thế chồng chất cái tham lên, cái tham lên, cái tham lên. Và suốt cả đời mình không có bao giờ mà cái tham đó được đáp ứng một cách thỏa mãn hết trơn hết rồi. Mình đi chiếc gì đó, Cadillac là được rồi. Mình đi chiếc Lexus là được rồi. Bây giờ thấy người ta đi chiếc Tesla, trời ơi tôi phải đi chiếc Tesla mới được. Thế là bán chiếc Cadillac, bán chiếc Lexus, đi mua chiếc... Cứ như thế mà cái tham này nó chồng chất lên tham kia, và cái tham không bao giờ chấm dứt. Mà cái tham không bao giờ chấm dứt thì thưa quý Phật tử, người này tham, người kia tham, người nọ tham, và ai cũng tham hết, là phải tranh chấp với nhau, phải đố kỵ với nhau, phải tranh giành với nhau, phải cướp đoạt với nhau. Nếu không có cướp đoạt, không có tranh giành thì làm sao mình hơn người ta được? Phải không? Cho nên cái đó là cái cội nguồn của sinh tử luân hồi, cái cội nguồn, cái sự khổ đau. Mà ở đây Đức Thế Tôn nói các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị các người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Kalama hãy từ bỏ nó. Này dân làng Kalama, các ngươi nghĩ thế nào? Lòng tham khi khởi lên trong nội tâm của người nào khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Hạnh phúc sao nổi? Đáng lý ra 12 giờ đêm mình nằm nhà mình ngủ chứ, đắp mền cho kỹ, đóng cửa cho kỹ, mình nằm mình ngủ không sướng sao? Ấy mà không có chịu ngủ, thức dậy làm gì? Mở cửa ra làm gì? Qua nhà hàng xóm bắt gà, qua nhà hàng xóm bẻ cái bầu, qua nhà hàng xóm ăn cắp. Như vậy thì thiện hay là bất thiện? Mà thưa quý Phật tử, đó là cái tâm tư của con người bình thường, và sinh ra cái lòng tham bình thường đó, sinh ra lòng tham nhỏ nhỏ đó, chứ chưa nói rằng sinh ra một cái lòng tham là tôi phải chinh phục quê hương của anh, tôi phải chinh phục dân tộc của anh, tôi phải biến quê hương của anh thành quê hương của tôi, phải không? Mà bây giờ các lăng bang mà những nước nho nhỏ mà nó nằm cạnh bên nước cường quốc, là nước cường quốc thế nào nó cũng phải chinh phục nước nho nhỏ đó à, để nó lấy làm thuộc địa, phải không? Những cái nước mà nhỏ nhỏ chung quanh của một đại cường quốc là thế nào cũng bị chiến tranh từ ngàn năm này đến ngàn năm nọ, từ thế kỷ này đến thế kỷ nọ, cũng vì nước nhược tiểu mà mình phải chịu thiệt thòi. Mà dân tộc ở nước nhỏ nó lúc nào cũng chịu cực khổ, cũng bị cú đầu móc mắt hết trơn hết rồi. Đối với các cường quốc mà nó nằm sát bên, cho nên những nước nhỏ nhỏ nhược tiểu đó luôn luôn lúc nào cũng phải thua thiệt, giống như Việt Nam vậy đó. Nó chỉ là một cái chéo áo của Trung Hoa. Cho nên thời đại nào cũng bị hỏng bên Tây Phương, nô lệ. Hỏng làm nô lệ cho Tây Phương thì cũng làm nô lệ cho Tàu. Hỏng làm nô lệ cho Tàu thì cũng làm lệ thuộc cho các cường quốc ở thế giới Tây Phương. Mà dân tộc Việt Nam không có một cái thời đại nào mà được an bình thịnh trị, được giàu có sang trọng, được tự do dân chủ hết trơn hết rồi. Cũng vì là mình nước nhỏ cho nên chịu thua thiệt.
Cho nên này Kalama, các ngươi nghĩ thế nào? Lòng tham khi khởi lên trong một tâm người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh? Hả? Hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh chứ làm gì có hạnh phúc. Tham lam tôi muốn lấy cái chuông, tham lam tôi muốn bưng bình hoa, tham lam tôi muốn lấy cái đèn. Đó là sự tham lam nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày. Chưa nói sự tham lam mà chinh phục cả một quốc gia người ta. Chưa nói rằng tham lam lấy cả một quê hương của người ta làm thuộc địa của mình. Mà khi lấy một quốc gia làm thuộc địa của mình là bao nhiêu máu và nước mắt đổ xuống. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta thấy rằng bất hạnh, bạch Đức Thế Tôn, dân làng Kalara nói như vậy đó. Nếu mà lòng tham giấy khởi lên như thế đó thì quả thật đó là một sự bất hạnh, bất hạnh cho tự thân của mình và bất hạnh cho những con người khác. Nếu mà lòng tham ngự trị, bất hạnh, bạch Đức Thế Tôn, này các Kalama, người có tham bị tham chinh phục. Bị tham chinh phục có nghĩa là cái tham, cái ước muốn, cái dục vọng của mình đó mình không làm chủ được, mà cái tham nó làm chủ. Cái tham nó làm chủ chứ không có cái lòng mình làm chủ được. Nếu mà lòng mình làm chủ được thì cái tham đó nó sẽ bị hủy diệt, cái tham nó sẽ bị dập tắt. Nhưng đằng này cái tham giấy khởi lên thì mình không làm chủ được cái tham, cái lòng mình, cho nên cái tham đó nó làm chủ lòng mình. Vì nó làm chủ lòng mình cho nên một dãy xe, một dãy xe Mercedes đậu ở nơi cái bạc kinh đó, sáng ngày hôm sau không còn có một chiếc Mercedes nào còn đủ bốn bánh. Dạ. Nó đậu một dãy xe Mercedes đó, nhưng mà đến sáng hôm sau á, chiếc Mercedes nào cũng mất hết bốn bánh. Hay vậy đó. Nó lấy sao mà nó lấy hết bốn bánh một lần luôn, mà cả một dãy xe vậy đó. Cũng như khóa tu học Phật pháp kỳ tổ chức ở bên Đức, bữa đó khóa đó thầy có tham dự. Đến sáng hôm sau một chiếc Mercedes đậu phía trước khách sạn đó, ra thấy của bốn bánh xe đâu mất hả, mà nó lấy hồi nào không hay. Hay vậy đó. Quý Phật tử thấy ông, lòng tham không, con người nó có đủ mọi phương thức, mà không phải nó lấy một chiếc mà nó lấy hết mà không ai hay biết gì hết. Cái lòng tham nó là như vậy đó. Sáng ra là thấy tất cả xe đều mất hết bốn bánh. Vậy thì này nhân làng Kalama, có người tham bị tham chinh phục. Bị tham chinh phục có nghĩa là lòng tham của mình nó làm chủ, nó sai sử mình, nó sai sử mình làm các việc bất thiện, nó sai sử mình làm những chuyện không có đạo đức, nó sai sử mình làm đủ thứ trên đời trời đất để tạo ra bao nhiêu cái sự đau thương vì cái lòng tham đó. Mà quý Phật tử nghe rằng tham dục vô nhà, cái lòng tham của cái ước muốn đó, cái lòng mong muốn đó, nó không có đáy, vô nhai là không có đáy. Cái lòng tham cho nên trèo cao thì té nặng. Chứ nếu mà trèo thấp thấp thôi, khoảng chừng 2-3 bước thôi, lỡ mà nó có đặt chân nó té thì cũng không đến nỗi đau. Cái này trèo lên cao, tại vì muốn làm danh vọng của mình nó cao, địa vị của mình nó cao, tiền bạc của mình nó cao, cho nên mới có vói lên đến cái địa vị đó, xúc tay một cái té xuống. Mà quý Phật tử thấy ngày hôm nay đó, các những người giới chức chính quyền và lên đến thủ tướng, lên đến phó thủ tướng, lên đến tổng thống rồi đó mà cũng còn bị cách chức, có không? Cũng vì lòng tham quá nhiều đấy. Chứ thôi bây giờ tôi làm thủ tướng chừng đó tôi đủ rồi, tôi làm tổng thống chừng đó đủ rồi, không? Muốn tốn thâu thiên hạ về trong bàn tay của mình, cho nên từ chỗ đó mà mất hết. À, tham nhiều chừng nào thì mất nhiều chừng đó. Thôi thì bây giờ mình
có bao nhiêu mình ăn, mình có bao nhiêu mình sống, mình có bao nhiêu mình bằng lòng với cái có của mình là mình cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có lo, không có buồn, không có phiền, không có sầu, không có buồn gì hết. Tại vì mình không có đụng chạm gì đến ai, mình không có tham lam gì đối với ai, thì người ta đâu có đụng chạm đến mình. Mình có 10 đồng ăn 10 đồng, có 11 đồng ăn 11 đồng, có 12 đồng ăn 11 đồng, còn đồng đem cho, thanh thản. Đó là cái tinh thần tu tập của Đạo Phật. Giữ lòng yên tĩnh, biết thương người, chia sẻ. Mà Thầy thấy quý Phật tử chia sẻ cũng nhiều lắm đó. Thầy thấy quý Phật tử chia sẻ thật nhiều đó. Đó là cái phước của đời mình. Chia sẻ đó không bao giờ mất. Và nó có một cái năng lực để duy trì cái phước đức đó. Phước đức từ đời này liên hệ đến đời khác liên hệ đến đời khác nữa. Chứ không phải là chỉ một đời đâu. Thực tế nó là như vậy. Người nào sống phước đức, người đó không gặp những hoạn nạn. Người nào sống phước đức, người đó được bình yên và hạnh phúc. Người nào sống phước đức, người đó những công việc phần lớn đều là như ý muốn của mình hết. Tại vì cái phước đó, nó có năng lực vượt qua tất cả mọi chướng ngại và nó xây dựng cho cái con người mà tạo lấy cái dương phước đức đó một cái đời sống an lành và hạnh phúc. Cái phước, cái năng lực của phước đó, nó vượt qua tất cả mọi cái sự khó khăn. Cái năng lực của phước đức đó, nó có khả năng dập tắt hết tất cả những cái gì mà chướng ngại. Cho nên ai mà tạo lấy cái phước nhiều chừng nào thì người đó họ có một đời sống an lành, hạnh phúc, không có cái gì mà chi phối họ để đưa đến sự khổ đau hết. Giữ cái tâm yên tĩnh, cái tâm thanh thản, cái tâm bình an, cái tâm tịnh lặng. Vậy thì bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, quý Phật tử thấy chưa? Nếu mà người nào mà bị cái tham nó chinh phục thì cái tâm đó sẽ mất tự chủ, giết các loài sinh vật, lấy của không cho, nói láo, khích lệ người khác làm, cũng làm như vậy đó, phải không? Ai mà uống rượu nhiều là thế nào cũng rủ rê bạn bè uống rượu, mà khi mà nghe rủ rê bạn bè uống rượu là mình cũng uống rượu, mà mình uống rượu thì cũng giống như người ta. Người ta say như thế nào thì mình cũng say như thế đó. Rủ rê mình hút thuốc, rủ rê người khác hút thuốc, người khác hút thuốc giống như mình hút thuốc. Cho nên khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài hay không? Có làm cho người đó bị bất hạnh, có bị đau khổ, có bị sầu muộn lâu dài hay không? Chắc chắn là có. Tại vì tham mà cái tham đó là nó bị chinh phục, cái tâm nó không làm tự chủ, giết hại sinh vật, lấy của không cho, vân vân, khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy có nghĩa là người ấy bị bất hạnh, bị đau khổ, bị dày vò, bị đời sống không có được tốt đẹp, cũng vì lòng tham. Cái vòng danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào, cái vòng danh lợi, lòng tham vì danh, vì lợi, vì tiếng tâm, đủ thứ. Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái vòng danh lợi đó nó đâu có thẳng, mà cái vòng danh lợi nó cong cong, nó cong chứ nó không có thẳng. Cho nên mà nó cong như vậy đó thì kẻ mong ra khỏi nhưng mà người mong bước vào. Cái người mà ở trong cái vòng danh lợi đó họ khổ quá rồi, họ mong bước ra, mình chưa ở trong cái vòng đó cho nên muốn bước vô rồi biết. Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt, con cá ngoài lờ lắc sắc muốn vô đi thì biết con. Tới khi mà vô trong cái lờ rồi là ngồi trong đó rồi không có ra được nữa, phải không? Mà quý Phật tử ở Việt Nam mình có cái lờ để tôm cá, khi mà nó chung vô cái đầu này tức là đâu ra được. Tại vì cái lờ của nó có những cái miệng của nó mà chung vô thì nó suông, nhưng mà nó ra thì không được.
Cho nên con cá trong lờ đỏ hoe con mắt là nó muốn tìm đường nó ra mà ra không được. Nhưng mà con cá ngoài lờ thì lắc sắc muốn vô, anh nhảy bên này, anh chạy bên kia, anh nhìn vô trong cái lờ để mong vô, vô đi con. Vô đi đỏ hoe con mắt. Rồi người thả lờ đó xuống kéo cái lờ về, thế là đập đầu nấu canh. Tới chừng đó chết, đỏ hoe con mắt gì nữa. Cho nên đó là cái kinh nghiệm trong đời sống mà ông bà của mình đã từng biết, từng nghe, từng thấy. Cho nên để lại những cái lời nói cho con cháu của mình sau này trèo cao té nặng. Cái vòng danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào, đó là cái lòng tham. Mà khi mà chúng ta có cái lòng tham đó, nó bị chinh phục. Chinh phục bởi lòng tham, tâm mất tự chủ, thì nó đưa đến tất cả những cái tai họa mà mình phải gánh chịu đó. Chứ đừng nghĩ rằng mình tham như thế đó, thôi lấy được của người ta ăn cắp ăn trộm, được của người ta bao nhiêu cũng ok. Nhưng mà đâu phải là mình lấy của người ta rồi người ta để cho mình yên đâu. Còn nhiều việc khác nữa, chứ không phải là chỉ bấy nhiêu đâu. Thưa có bạch Đức Thế Tôn, nhà ngươi nghĩ thế nào, lòng sân khi giấy khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Chù cho cái sân nó cũng ghê gớm lắm đó nghe. Nó cũng kinh hoàng lắm, khi mà có người nào mà nổi nóng, khi mà có người nào mà nổi giận, chú cho đi vào trong soi cái gương coi thử rằng không biết rằng cái mặt của mình nó đẹp đến cỡ nào ha. Cho nên khi mà ở nhà ha, Nguyên Đàm mà mỗi khi mà giận Nguyên Hòa thì đi vào trong nhà tắm nghe chưa, mở cửa ra soi gương của mình ở trong nhà tắm coi thử cái mặt của mình nó đẹp đến cỡ nào, hay là đỏ mặt tía tai, chú cho nhìn không giống ai hết trơn rồi. Đó là cái son đó. Cho nên quý Phật tử đang nghe là nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Một khi mà cái lửa sân nó dấy khởi lên trong lòng của mình là cái lửa sân đó nó thiêu đốt hết tất cả các rừng công đức. Từ trước đến giờ mình đi chùa tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường công đức nhiều lắm. Nha? Công đức có nhiều là vì mình làm Phật sự, mình biết cúng dường, mình biết tu phước. Nhưng mà nếu mình nổi sân lên một cái, mình chửi cha, mình mắng mẹ, mình đánh đập ai, hoặc là mình nói những lời nào khiếm nhã, thì chính cái lửa sân nó trong tâm của mình nó thiêu đốt hết các công đức. Chứ đừng nghĩ rằng tôi đi chùa tôi không cần công đức, tôi làm các Phật sự cho chùa tôi làm vậy thôi, tôi thương thầy tôi làm vậy thôi chứ tôi không có công đức. Nhưng mà không, mình làm tự nhiên nó có công đức, chứ không phải là mình muốn hay là mình không muốn. Cũng giống như là người nông phu gieo lúa vậy đó. Khi mà hạt lúa nó xuống dưới ruộng rồi thì người nông phu đó không nói rằng, đừng nói rằng tôi muốn hạt lúa đó nó lớn lên hay hạt lúa đó nó không lớn lên, mà hạt lúa đó tự nhiên nó lớn lên. Lớn lên là vì nó có nhân duyên của nước, nó có nhân duyên của đất, nó có nhân duyên ánh nắng mặt trời, nó có nhân duyên không khí thì nó lên thôi. Không nói là anh muốn hay là không muốn. Muốn nó cũng mọc lên cây lúa, mà không muốn nó cũng mọc lên cây lúa. Cũng vậy, mình đi làm các Phật sự như là nấu cơm cho quý Phật tử ăn, mua trái cây lại cúng cho Phật, mua bông lại cúng cho Phật, làm các Phật sự cho chùa, thì cái công đức tự nhiên nó có, chứ không phải là anh muốn có hay là anh muốn không có. Tự nhiên nó lên, tại vì mình gieo cái nhân đó thì cái quả đó nó sẽ trưởng thành thôi. Đừng nói muốn hay là không muốn. Cho nên làm các việc thiện thì cái quả thiện nó trổ lên, làm các việc ác thì cái quả ác nó trổ lên. Chứ đừng nói rằng tôi muốn cái quả ác nó không trổ hay là nó trổ, không có. Mình bỏ cơm vô gạo, bắt nồi lên chế nước, lên bếp, nửa tiếng hồ sau mình có cơm ăn. Chứ đừng nói rằng tôi không muốn cái nồi cơm nó chín hay là muốn cái nồi cơm nó chín. Nếu đầy đủ điều kiện và nhân duyên thì nó sẽ theo cái tiến trình của nhân duyên đó mà nó thành tựu.
Chứ đừng nói rằng tôi muốn hay là tôi không muốn. Nhưng mà có những người nói tôi không muốn vì tôi thương thầy cho nên tôi giúp thầy, tôi thương chùa cho nên tôi giúp chùa vậy thôi. Còn đừng nói công đức với tôi. Không phải. Nhà ngươi nghĩ thế nào lòng sân khi mà khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay là bất hạnh? Khi mà một cái lửa sân nó nổi lên thì quả thật đó là sự bất hạnh chứ không có hạnh chút nào ở trên hết rồi. Khi mà cái lòng sân nổi lên thì dĩa bay nè, dao bay nè, chén bay nè, và không có tốt đẹp chút nào ở trên hết rồi. Mà cái đó là cái hành tướng mà mình nhìn ở bên ngoài coi không có được. Cho nên mình nói nếu có giận thì giận 1 phút thôi, 5 phút thôi, rồi sau đó mình tươi tắn bình thường. Mình nghĩ rằng cái giận đó là nó không có tốt, cái giận nó không có đẹp, nhưng mà mình đã lỡ giận bởi vì mình không kìm hãm được thì thôi, sau đó 5 phút, 10 phút mình trở lại một cách thanh thản, tại vì mình cũng còn là con người phàm phu trên cái con đường tu tập, cho nên khó mà có thể gìn giữ giống như là cái tâm an lạc của một bậc thánh được. Vậy thì cái lòng sân mà nổi lên một cái là cái sự bất hạnh nó sẽ hiện hữu trong lòng của mình. Mà khi mà cái bất hạnh nó hiện hữu trong lòng của mình là mình không có được bình yên, mình không có gặp may mắn, mình không có được tốt đẹp, mình mất đi cái gì tươi tắn ở nơi người của mình mất đi cái gì an lành trên cái khuôn mặt của mình. Bất hạnh bạch Đức Thế Tôn, dân làng Kalama bạch Đức Thế Tôn bất hạnh, chứ không có hạnh chút nào hết. Người có sân bị sân chinh phục như trên, thưa bạch Đức Thế Tôn, nhà ngươi nghĩ thế nào lòng si khởi lên trong nội tâm người khác? Một người nào đó mà lòng si được dấy khởi lên thì cái lòng của người đó là bất hạnh hay là hữu hạnh? Bất hạnh bạch Đức Thế Tôn. Si có nghĩa là không có trong sáng, không có trí tuệ. Si có nghĩa là ngu si. Mà một khi ngu si dấy khởi lên thì mình làm cái việc đâu có đúng. Vì ngu si cho nên mình bị sai lạc, vì ngu si cho nên mình làm không đúng, vì ngu si cho nên mình không có một đời sống thánh thiện, vì ngu si cho nên mình không có một đời sống giàu có sang trọng. Chứ nếu mà mình thông minh đỉnh đạt thì mình sẽ có một đời sống giàu có sang trọng, là mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mình biết tu phước, mình biết thương người. Thì chính cái nhân thương người, cái tu phước, cái bố thí, cái cúng dường, nó sẽ đưa đến một cái kết quả mà mình được bình an và hạnh phúc, giàu có và sang trọng. Cho nên ở nơi đây, người này có si, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, vân vân, thì làm cho người ấy bất hạnh, khổ lâu dài hay không? Đúng như vậy, bạch Đức Thế Tôn. Các ngươi nghĩ thế nào? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Đức Thế Tôn. Như vậy là cái tham là bất thiện, cái sân là bất thiện, cái si là bất thiện. Mà một khi mình đã biết nó là cái tham không có lợi ích, cái sân không có lợi ích, cái si không có lợi ích, mà cái vô tham mới có lợi ích, cái vô sân mới có lợi ích, cái vô si mới có lợi ích. Vậy thì mình làm cái nào? Mình làm cái vô tham, tức là mình không có tham. Mình làm cái vô sân, có nghĩa là mình không có giận hờn. Mình làm cái vô si, có nghĩa là mình hiểu biết thông minh. Đó, tu là như vậy đó thưa quý Phật tử. Chứ không phải là tu là cái gì nó nằm ngoài mình, mà tu là nó nằm ở trong lòng của mình, trong tự thân của mình. Chứ nó không có ở đâu xa hết. Thay vì ngày hôm nay mình tham thì mình bỏ cái tham thì mình tu rồi đó. Thay vì ngày hôm nay mình sân, mình bỏ cái sân là mình tu rồi đó. Thay vì ngày hôm nay mình si, bây giờ mình bỏ cái si là mình tu rồi đó. Như vậy là mình tu là
Cái tu đó nó nằm ở trong tâm của mình, nó nằm ở nơi thân của mình, nó nằm trong đời sống hàng ngày của mình, nó nằm nơi cái sự sinh hoạt của mình, chứ không nằm đâu xa hết trơn. Không có cái gì xa ngoài thân và tâm của mình. Tham cũng do tâm, sân cũng do tâm, si cũng do tâm, mà vô tham, vô sân, vô si cũng do tâm. Phàm phu cũng từ nơi tâm, mà thánh nhân cũng từ nơi tâm. Mình đã hiểu biết được như vậy rồi, thì bây giờ mình cố gắng tu tập, mình cố gắng sửa đổi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, để mình trở thành một con người hoàn thiện. Chứ mình đừng sống có liều lĩnh rằng thôi tôi sống tôi làm như thế này, ông trời ông cao quá, ông đâu thấy tôi làm không đúng hay là tôi làm sai đâu. Tôi làm, còn ông trời không thấy tôi làm sai cho nên tôi không sợ. Không phải, ông trời không thấy nhưng mà lương tâm của mình thấy. Phải không? Lương tâm của mình là một cái tòa án và rõ ràng nhất. Cho nên mình hãy cố gắng làm các cái điều gì mà điều đó là điều tốt, điều lành. Và chính cái điều tốt, cái điều lành nó đưa đến cho mình một đời sống tốt đẹp, một đời sống an lạc, một đời sống hạnh phúc. Các ngươi nghĩ thế nào, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Đức Thế Tôn. Có tội hay không tội? Có tội, bạch Đức Thế Tôn. Bị người có trí quở trách hay không bị người trí quở trách? Bị người trí quở trách, bạch Đức Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh, đau khổ không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Đức Thế Tôn, chúng sẽ đưa đến bất hạnh, bạch Đức Thế Tôn, bị khổ đau, bạch Đức Thế Tôn. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Đó là lời xác định, xác quyết bởi dân làng Kalama mà Đức Thế Tôn đã thuyết pháp để cho dân làng Kalama thấy nó được rằng tham sân si là điều bất hạnh, là điều khổ đau, là điều không có chân thực, là điều không có hạnh phúc. Và thực tế ngày hôm nay quý Phật tử thấy đó, trên thế giới đó, nó đang xảy ra những cái gì? Mà nó xảy ra những cái sự kiện đó không nằm ba chữ là tham, là sân, là si. Nếu mà ba chữ đó không có những người, nó không có ở trong tâm của những người đứng đầu của quốc gia đó, của dân tộc đó, thì quốc gia và dân tộc đó không có đau khổ. Nếu người dẫn đầu, nếu mà người dẫn đầu trong quê hương đó, trong dân tộc đó mà nó đừng nói hoàn toàn không có tham, không có sân, không có si, mà giảm thiểu thôi, giảm thiểu cái tham, giảm thiểu cái sân, giảm thiểu cái si, thì quê hương và dân tộc đâu có hạnh phúc. Cũng vì tham mà muốn xâm lăng, cũng vì tham mà muốn cướp đoạt, cũng vì sân mà nó tạo nên sự khổ đau ngày hôm nay rồi. Cái phần tư thế rõ ràng rồi. Mà trong kinh Đức Thế Tôn giảng dạy một cách rõ ràng như thế đó, nhưng mà đâu có ai nghe đâu, không có ai nghe, không có ai nghe hết. Các ngươi nghĩ thế nào? Không tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh lâu dài cho người ấy? Bạch Đức Thế Tôn, hạnh phúc. Không tham là hạnh phúc, không tham là không có đau khổ, không tham là được bình yên, không tham là tốt đẹp cho đời sống của con người. Còn tham thì trăm kiếp ngàn đời sẽ bị trôi lăn theo cái tham đó. Vì con người tham cho nên bị sanh tử luân hồi, đời này làm người, nhưng mà vì quá tham cho nên đời sau làm con heo. Con heo nó tham. Vì nó tham sao? Nó tham là nó chỉ muốn ăn và nó muốn ngủ thôi, nó không có muốn làm. Cho nên đầu thai làm con heo, mà nó chỉ nằm đó đến giờ người chủ
đem cám, đem rau muống, đem đồ ăn của heo cho heo nó ăn, ăn xong rồi nằm ngủ. Nhưng mà có biết đâu rồi đến một ngày kia ăn cho mập lên đi con. Thấy chưa, lòng tham của con heo đó, nó không muốn làm. Mà nó không muốn làm, nó chỉ muốn ăn và nằm ngủ để cho nó mập. Mà nó mập chừng nào thì người chủ nuôi heo càng mừng chừng đó. Để rồi đem bán con heo đó lấy tiền. Quý Phật tử thấy chưa? Còn nếu mà người nào mà chịu cần khổ thôi, mình đừng có tham lắm. Mình đi làm bằng đôi tay của mình, bằng cái tấm lòng chân thật của mình, thì quả thật rằng đó là bình yên và hạnh phúc. Này các Kalama, người không tham, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, vân vân, không nói láo, không khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. Đó, dân làng Kalama họ trả lời Đức Thế Tôn như vậy đó. Bây giờ dân làng của chùa Long Sơn có trả lời như vậy không? Dạ, bạch Đức Thế Tôn có. Người nào không tham thì người đó có hạnh phúc, người nào không sân thì người đó có bình yên, người nào không si thì người đó có trí tuệ. Vậy rõ ràng á, Đức Thế Tôn nói rõ ràng đó, hỏi một cách đàng hoàng tử tế, và dân làng Kalama trả lời cũng một cách tử tế, có chữ nghĩa đàng hoàng, giấy trắng mực đen, chứ không phải là ai nói thêm như đâu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học cái bài kinh này để cho chúng ta thấy được rằng cái tham, cái sân, cái si là ba cái yếu tố vô cùng tiêu cực. Ba cái yếu tố vô cùng tiêu cực. Sự tiêu cực đó nó làm tai hại đến cho đời sống của mình. Cái tiêu cực đó nó làm cho xã hội phải khổ đau. Cái tiêu cực đó nó làm cho nhân loại trên mặt đất này phải khổ đau vì ba cái độc tố đó. Mà quý Phật tử biết rằng trong 10 cái căn bản phiền não, tham sân si là đứng đầu. Tham sân si là đứng đầu. 10 cái điều căn bản phiền não đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Thuộc chưa? Đó là 10 món căn bản phiền não, 10 phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Mà 5 cái phiền não đầu được gọi là ngũ độn sử. 5 cái phiền não đầu được gọi là ngũ độn sử, có nghĩa là 5 cái điều phiền não mà nó sâu dày khó có thể đoạn trừ là tham, sân, si, mạn, nghi. 5 cái món đầu đó được gọi là ngũ độn sử, là 5 cái món phiền não khó đoạn trừ. Và 5 cái món phiền não sau được gọi là ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử tức là 5 món phiền não dễ đoạn trừ. Nhưng mà dễ đoạn trừ nói theo ngôn ngữ đó, nhưng mà không phải là dễ đâu nha. Thì 5 cái món phiền não sau đó là biên kiến, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Thì cái phiền não thứ 6 đó là thân kiến. Thân kiến có nghĩa là cái thấy về thân của mình, tức là mình chấp ngã. Mà cái thấy về thân của mình, cái thấy sao? Tôi là thông minh nè, tôi là đẹp nhất làng nè, tôi là tử tế nhất nè, không ai hơn tôi nè, vân vân và vân vân. Mà nếu mà ai đụng tới tôi một cái á, thì sao? Tam bằng lục tạc nổi lên. Như vậy thì cái thân kiến tức là cái thấy về thân á, đã thấy về tự bản thân của mình dễ đoạn trừ không? Có dễ đoạn trừ không? Trời ơi, nào là tự ái, nào là danh dự, nào là ui cha, đủ thứ hết. Động tới tôi một cái là biết tôi là giàu có nhất làng nè,
tôi là và tôi là, không ai hơn tôi hết. Như vậy thì tâm kiến là cái thấy về tự thân của mình, cái chấp ngã tự thân của mình không phải dễ đoạn trừ đâu, nghe chưa? Cho nên trong 10 cái phiền não đó thì tham sân si là đứng đầu, quý Phật tử thấy tam độc đó. Tham sân si là tam độc. Ba cái độc tố khó đoạn trừ nhất trên cái tiến trình tu tập đắc quả A La Hán cũng chưa đoạn tận hết cái muội lửa của tham sân si. Chứ đừng có tưởng trong đời sống hàng ngày của mình là một người phàm phu, mình đừng nghĩ rằng mình không còn tham, không còn sân, không còn si, không có đâu. Rất là khó đoạn trừ. Nhưng mà ngày hôm nay mình đoạn trừ chút, ngày mai mình đoạn trừ chút. Và quý Phật tử biết rằng có những người mình thấy rằng họ cũng là một con người bình thường thôi, nhưng mà lúc nào họ cũng cười hết, lúc nào nhìn cái khuôn mặt của họ cũng rất là thanh thản. Thì dĩ nhiên trong một môi trường đó họ thanh thản, nhưng bước qua một môi trường khác chưa chắc đã thanh thản, chưa chắc họ đã vui vẻ. Về đời sống với gia đình, trời ơi, đụng cái coi biết liền. Các người nghĩ thế nào? Không sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Đức Thế Tôn, không sân là hạnh phúc. Hạnh phúc trước tiên là cho mình nè, chứ chưa nói cho gia đình, chưa nói những người sống chung quanh. Mà mình không sân thì lòng của mình không có nóng nảy, cái tâm của mình được tươi tắn, mình ăn ngon, mình ngủ ngon. Còn nếu mà sân thì không ngủ được, không ăn được. Khi mà mình sân lên như thế đó, trong người của mình nó tiết ra một chất axit, nó làm cho mình nóng nảy, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình không có tươi vui, nó làm cho mình không có không biết sao nói nữa. Bây giờ ngồi nơi đây ai với bộ sân cá thử coi. Thành thử ra người nào mà cười nhiều, người nào mà tươi tắn, người nào mà an lạc thì người đó sống lâu, người đó khuôn mặt tươi mát, người đó hạnh phúc và bình yên. Đừng có sầu, đừng có buồn. Bữa nay nhìn thấy cụ Ngộ Đạt tươi tắn chưa, mặt mày bữa nay trẻ lại giống như là coi thử chắc có chừng 45 tuổi à? 48 tuổi à? Còn mấy hôm trước á, bệnh, nó tiều tụy, nó buồn, nó sầu muộn. Nhưng mà người nào hay cười, người nào tươi tắn, người nào bình yên thì người đó được trẻ lâu. Còn nếu người nào mà sầu muộn hoài là nó thiêu đốt. Mà qua cái bài giảng hôm trước ở nơi Oklahoma, thầy có giảng là cái tâm an lạc, cái tâm định tĩnh, thì chính cái sự an lạc và định tĩnh đó nó có khả năng làm cho tế bào não không có ung thư, làm cho tế bào phổi không có ung thư. Vì sao? Vì cái tâm của mình được an lạc khi mình hít một hơi thở vô, khi mình thở ra một hơi thở ra, mà cái tâm của mình được định yên, bình yên, an lạc, thì chính cái hơi thở bình yên và an lạc đó nó đưa lên não, cái hơi thở đó nó đưa lên não, và cái không khí tươi mát đó nó nuôi các tế bào của não. Mà nó nuôi các tế bào của não thì não không bị ung thư. Khi mình hít một hơi thở tươi mát ở bên ngoài vào đầy cái buồng phổi, và cái buồng phổi đó, các tế bào của buồng phổi đó nó được tươi mát, và các tế bào của buồng phổi được tươi mát thì phổi không bị ung thư. Cho nên trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta hít thở cái tâm tĩnh lặng,
chúng ta hít thở cái không khí tươi mát ở bên ngoài, thì cái không khí tươi mát ở bên ngoài, cái tâm tĩnh lặng đó, nó sẽ là điều kiện để nuôi các tế bào, và nó có khả năng thay đổi các tế bào cũ, tế bào già, để nó tạo thành những tế bào mới, nó nuôi những tế bào mới, và những tế bào mới đó nó làm cho con người được tươi tắn, nó làm cho bộ não được tươi mát, nó làm cho buồng phổi được tươi mát, và não không ung thư, buồng phổi không có ung thư. Điều đó thầy có giảng ở nơi Oklahoma. Cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng trước khi mình đi ngủ, ngồi niệm Phật 15 phút. Trong khi mình niệm Phật 15 phút đó, tâm tư của mình thanh thản quá, nhẹ nhàng quá. Mình hít vô một hơi thở sâu vào trong buồng phổi của mình, và mình niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái danh hiệu, cái đức tính của Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu, cái đức tính của Bồ Tát Quán Thế Âm, nó theo hơi thở của mình nó vào buồng phổi, đúng không? Mình niệm tưởng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, những đức tính của một bậc A La Hán, của một đấng Thế Tôn, thì cái đức tính của một đấng Thế Tôn đó, cái tinh thần từ bi ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, nó theo hơi thở của mình nó vào buồng phổi, nó theo hơi thở của mình nó lên trên bộ não, và nó làm cho bộ não tươi mát, có tinh thần từ bi cứu khổ, nó vào buồng phổi của mình, có đức tính của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đấy, và nó làm cho buồng phổi của mình được tươi mát, nó làm cho các tế bào não của mình được tươi mát, và từ chỗ đó không có ung thư não, không có ung thư buồng phổi. Còn nếu là người sầu muộn ha, hít ra cũng sầu muộn, hít vô cũng sầu muộn, toàn là đem cái sầu muộn vô trong buồng phổi và đem cái khổ đau lên trên bộ não của mình, thì làm sao não không ung thư được, làm sao phổi không ung thư được, đúng không? Điều này giống như là một căn nhà có 10 cái cửa sổ, mà 10 cửa sổ đó mình đóng biết thôi, ban ngày cũng đóng 10 cửa sổ đó, ban đêm cũng đóng 10 cửa sổ đó. Vậy thì 10 ngày sau mở cửa ra, quý Phật đi vào trong cái nhà đó, quý Phật tử có thấy cái mùi tươi mát hay là cái mùi ô nhiễm? Tại vì nó không có giao lưu những cái không khí ở bên ngoài, thì làm sao mà cái nhà đó có cái không khí tươi mát được? Như vậy được gọi là út khí. Mà út khí thì nó không có tươi mát, mà nó không tươi mát thì nó làm cái nhà không tươi mát. Mà cái nhà không tươi mát có nghĩa là cái nhà, cái mùi nó không có ngọt. Thấy không? Thì buồng phổi của mình cũng vậy, não bộ của mình cũng vậy. Não bộ của mình cần có không khí tươi mát để nó nuôi các tế bào của não. Cho nên người nào mà không thở 5 phút là não bộ sẽ rửa thành nước. Người nào mà không thở 5 phút là chết. Quý Phật tử thấy không khí quan trọng chưa? Cho nên mình là Phật tử, hiểu được những lời giảng dạy ở trong kinh, Đức Thế Tôn đã giảng dạy như thế đó, hãy gìn giữ cái tâm của mình được tươi mát, để các tế bào nơi tự thân của mình được tươi mát. Và khi mình tươi mát, mình an lạc như thế đó, nó đào thải các tế bào xấu, nó đào thải các tế bào già, và nó sinh ra các tế bào mới. Bởi vì quý Phật tử biết là một second á, trong cơ thể của mình nó thay đổi hàng tỷ tế bào, chứ không phải là một giờ, một ngày, một năm đâu. Chỉ cần một second thôi là tế bào trên người của mình nó thay đổi hàng triệu, hàng tỷ tế bào đó. Từ tế bào da đến tế bào mắt, đến tế bào mũi, đến tế bào dạ đầy đủ từ trong ra ngoài. Cho nên mình học như thế này để mình thấy được rằng mình phải làm như thế nào cho thân tâm của mình được tươi mát, như là cái nhà luôn luôn mở cửa sổ,
để gió ở bên ngoài nó thổi vào và làm cho không khí trong cái nhà nó không bị ô nhiễm, mà bước vào trong nhà thấy cái nhà nó tươi mát, cái nhà đó sạch sẽ, cái nhà đó khang trang, cái nhà đó tốt đẹp. Vậy thì khi mình học như thế này, mình biết được như thế đó, mình đâu có dạy gì để mà mình đóng cái hai cái lỗ mũi mình lại, mình đóng cái miệng của lại, mình đóng hai lỗ tai của lại, mình lại đóng hai con mắt của mình lại đâu. Tất cả đều mở ra hết để cho không khí vào, để cho những cái hơi thở định tĩnh, để nơi cái tâm của mình được an lạc, để cho thân tâm của mình được trẻ, thân tâm của mình được tươi mát và thân tâm của mình được sống lâu. Cho nên qua cái bài giảng đó, chúng ta thấy được rằng kinh nghiệm rằng cần phải thở dài, hít sâu vào trong buồng phổi. Và vừa rồi giảng ở nơi Minnesota bằng một cái tinh thần giáo pháp là thập niệm, trong đó có một niệm là niệm hơi thở, niệm an bang tức là hơi thở. Khi mình lên giường mình nằm ngủ, trước khi mình ngủ mình thở thật dài, hít cho thật sâu để cho buồng phổi của mình nó no và nó đào thải những cái ức khí trong cái buồng phổi của mình nó ra, để nó thay đổi cái không khí ở bên ngoài tươi mát nó vô trong buồng phổi đó, trong đêm đó mình ngủ ngon. Hít sâu, thở dài. Và điều thứ hai nữa, khi mà hít sâu, thở dài và đều đặn như thế đó, người nào cao máu sẽ được xuống mau. Khi mình hít vô thật sâu, buồng phổi của mình nó căng lên và mình thở ra một hơi thở dài và làm như thế đó khoảng chừng 10 phút, quý Phật tử đo lại cái áp huyết, quý Phật tử sẽ thấy rằng áp huyết của mình nó sẽ xuống. Cho nên trong những cái tinh thần tu tập như thế đó, tinh thần tu tập của Đạo Phật nó phù hợp với lại khoa học, không có gì mà khó hiểu hết. Cũng như là Đức Thế Tôn giảng dạy rằng khi mình nằm ngủ là mình nằm nghiêng bên tay phải, phải không? Mà nằm nghiêng bên tay phải được gọi là nằm theo dáng kiết tường. Kiết tường tức là cái dáng đẹp, cái dáng an lành. Mà mình nằm nghiêng bên tay phải có nghĩa là trái tim của mình nó nằm ở trên. Mà cái tim của mình nằm ở trên thì nó đập bình thường. Còn nếu mình nằm nghiêng bên tay trái thì cái tim của mình nó sẽ bị đè. Mà đè thì nhiều khi có những giấc mộng hoặc là những cái mong không tốt. Tim mình nó bị đè cho nên máu nó không có lưu thông được. Thì đó là những cái tinh thần tu tập mà tinh thần tu tập của Đạo Phật phù hợp với tinh thần của văn minh tiến bộ khoa học. Cho nên cố gắng thở, hít vô cho sâu, thở ra cho dài, để nó thay đổi cái không khí ở nơi buồng phổi. Và nhờ vậy đó mà não không có bị ung thư, buồng phổi không có bị ung thư. Này các Kalama, người không sân, không bị sân chinh phục, tâm không mất tự chủ, vân vân. Vậy thì người đó có hạnh phúc hay bất hạnh phúc? Dạ, bạch Đức Thế Tôn, có hạnh phúc. Các người nghĩ thế nào? Không si khởi lên trong một tâm hồn người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh phúc? Bạch Đức Thế Tôn, hạnh phúc. Các người nghĩ thế nào? Các pháp này là thiện hay bất thiện? Bạch Đức Thế Tôn, là thiện. Các pháp này là có tội hay không có tội? Bạch Đức Thế Tôn, không có tội. Bị người trí quở trách hay là được người trí tán thán? Bạch Đức Thế Tôn, được người trí tán thán. Dạ, quý Phật tử nghe rõ trong kinh Kalama Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy đó. Vậy thì kể từ giờ phút này, xin đừng tham nha, xin đừng sân nha, xin đừng si nha. Mà nếu chúng ta giảm bớt cái sân, giảm bớt cái tham, giảm bớt cái si, thì đó là cái đời sống phước đức của mình, an lạc của mình. Và các tế bào trong người của mình
nó được tươi mát, nó được trẻ trung. Còn người nào mà cứ câu có hoài, người nào cứ càm ràm hoài, người nào cứ buồn phiền hoài là các tế bào của mình nó teo lại. Các tế bào trong người của mình nó khô đi. Mà nó teo lại, nó khô đi thì nó đâu có trẻ trung. Mà không có trẻ trung thì làm sao mà nhìn cái nét mặt dễ thương được, phải không? Nhìn cái nét mặt dễ thương là các tế bào mới nó có, các tế bào cũ nó thay đổi đi. Còn nếu mà cái sầu muộn hoài, nhìn cái nét mặt trời ơi sao mà tiều tụy, sao mà buồn phiền, sao mà ủ dột, sao mà nếu mà có buồn thì cũng buồn 5 phút thôi, nếu có giận thì cũng giận 5 phút thôi, không được giận lâu cho nên ngang nguyên đạm. Cứ giận 5 phút thôi chứ không giận nhiều. 1 phút thôi, đúng rồi, 1 phút thôi. Tại vì mình giận nhiều như vậy là mình thiêu đốt ở nơi mình làm hại mình, chứ không có không phải là tôi giận người đó để cho người đó biết tay tôi. Mình giận người đó trước tiên là mình bị thiêu đốt người mình trước, chứ người kia đâu có ảnh hưởng gì. Cho nên đó là tu đó, thưa quý Phật tử. Tu từ nơi thân này, tu từ nơi miệng này, tu từ nơi ý này. Chứ không phải là cái tu đó nó nằm ngoài mình, mà cái tu đó nó nằm trong người của mình. Cái tu đó nó không có xa mình, cái tu đó là ở trong mình. Vậy thì một khi mình đã hiểu như thế đó, làm như thế nào để lợi lạc cho tự thân của mình thì mình cứ làm. Chứ đừng có làm những gì mà tai hại đến tự thân của mình thì đừng làm. Cho nên đó là những điều mà hôm nay muốn trình bày với quý Phật tử hiện diện ở nơi đạo tràng chùa Long Sơn, cũng như quý Phật tử theo dõi trên livestream ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý Phật tử vô tham, vô sân, vô si, để có được những cái tế bào tốt ở nơi não, để có được những tế bào tốt ở nơi phổi, và mình có được một đời sống bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời này. Chân thành kính cảm ơn toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem